Ôi, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái thịt rất là ngon, thịt bò xé đây mọi người. Hôm nay tổ chức đám cưới cho thằng em ở làng. Đấy. Hôm nay thì sẽ được ăn miếng thịt bò. Và đây thịt heo đây. Bây giờ đang nướng. Chưa nướng mố thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem sau. Đây đại ca Blind đang cầm con dao để chuẩn bị mổ trư bên dưới đây. Đây là phần thịt heo mà theo phong tục của người Ba Na gọi là chuẩn bị cho Sandro Tovi đây mọi người. Cái phần này là cái phần làm trước tiên nhất. Xong cái phần này thì mới tới các cái phần cúng của đám cưới chính thức. Mày quay tao trong đó luôn nha. Dạ. Quay cho nó lên đây. Lên YouTube. Vừa cho một luôn. Đây có hai bác thợ thịt heo rất là chuẩn đây. Đây là cần cảnh xé thịt tổ chức đám cưới đây mọi người. Một cặp sung sướng vui vẻ và đây tất cả anh em phải cần lực phục vụ đây mọi người. Đấy, lát nữa thì sẽ xâu thịt vào cái xâu. Xong rồi sẽ chia cho mỗi gia đình ở trong làng, mỗi người gia đình một xâu thịt. Đây mọi người, đây là cái nồi thịt heo nhé. Đây là cái nồi thịt bò đây. Xíu nữa sẽ làm một nồi nữa, cái nồi này nhỏ quá.
Và chiếc thức khóc tình yêu ngay giờ đây đó chính là sự hình nhìn của cô dâu và chú rể cũng như là hai bên gia đình. Và bây giờ cho phép MC Khoan xin được kính mời cô dâu và chú rể hai bên gia đình đồng hành cùng với MC và chào tất cả các khách quý có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và trong buổi tiệc tân hôn của chú rể Đinh Chiêng và cô dâu Thùy Linh xin được thay lời cho ban tổ chức rất là cảm ơn tất cả các vị khách quý quan. Good night, good night.